trời mưa gió này bọn mình không có cái trò gì chơi cả, nên là mình đã rủ Bình Bong chơi thử thách nối số. Bây giờ nha, mình đã có các con số ở trên bảng này rồi. Bây giờ nếu hai chị em mình ai mà thua ấy, chơi nối số mà thua thì sẽ phải mua đồ ăn vặt cho không? Chơi luôn. Cái này em làm được. Đây, đấy, em nói chưa? Đi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nối số nha. Cái này đơn giản với mình. Nối từ số 1 đến số 4 đấy nha, mà không được chồng lên nhau, em hiểu không? Em hiểu, cái này em biết. Rồi, số 1. Số 1. Số 4. Chưa gì em nối số 4 rồi các bạn ạ. Vừa nối số 4 rồi, bây giờ mình sẽ nối số nào ta? Nối số 3 đi. Còn số 2, nói đi, nhìn lên. Số 2 à? Số 2 nói kiểu gì ta? Ôi, thằng hóng hơn Bình Quang đang chơi trò gì ấy. Này, hai em đang chơi trò gì đây? Em đang chơi nối số, trời mưa chả có việc gì làm. Ôi giời, nối số đơn giản đây. Anh nói cho. Đây này, nối số nhau, số 2 đây. Thế mà Bình Quang cũng phải nghĩ, ôi dồi ôi, Bình Quang đúng là óc con heo. Nhưng mà anh nói thế này đâu có đúng đâu. Đúng rồi, nối dính vào nhau là sai rồi. Không được dính vào nhau. Anh nói sai. Sai rồi à? Ôi giời, thế sao không bảo anh sớm? Chưa kịp bảo mà. Anh còn chưa hiểu luật chơi đã lao vào chơi rồi. Nói chung là bây giờ anh này chuối đi mua đồ ăn vặt về cho em với Bình Bong ăn đi. Đừng rồi. Thế hóa ra chơi kèo đồ ăn vặt à? Ui giời ơi, các bạn ơi, lần sau các bạn đừng có cầm đèn chạy trước ô tô nhá. Ui giời, thế lại phải đi mua đồ ăn vặt ạ. A few moments later. Rồi, anh mua đồ về rồi đây. Đây rồi, đồ đây. Ai? Anh mua cái gì này? Mẹ ơi mà. Không ăn được đây, mình đâu phải đồ ăn vặt đâu. Đúng rồi. Đây là đồ ăn này. Nhưng mà đây có phải đồ ăn vặt đâu, sao mà anh mua nguyên nải chuối để ăn sao? Anh mua đồ về thắp hương à anh nải chuối? Thắp hương đâu gì? Anh bảo hàng hốt với Bình Quang này. Người ta đã bảo rồi, phải làm thì mới quan. Đúng không? Thì hôm nay trời mưa gió nên là anh đang tính rủ hàng hốt và Bình Quang chơi thử thách làm vua đầu bếp, vua kẹo các bạn ạ. Thôi không? Kiểu này á, anh đã chuối thua chắc rồi. Sao biết anh thua? Sao không biết, anh là đàn ông bao giờ anh vào bếp đâu. Ui giời, anh không vào bếp nhưng mà anh sẽ nấu những cái món mà anh đã từng ăn rồi. Anh chỉ cần ăn qua một phát là anh mới nấu hết. Trời ơi, ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Kinh không? Kinh không? Kinh thật đấy. Nhưng mà nói thì hay chứ sao đã làm được anh Thái Chuối à? Thế điều này anh Thái Chuối sẽ chứng minh cho hàng hốt Bình Quang và các bạn biết là anh Thái Chuối cũng biết làm kẹo nha các bạn. Vậy thì video ngày nay sẽ là cuộc thi vua đầu bếp làm vua kẹo. Với những cái nguyên liệu ngày nay anh sẽ sử dụng cái này. Thế hai người xí hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cái lọ này em làm cái kẹo gì đây? Lọ này anh, đâu anh xem nào, đây là lọ mạch nha tức là đường. Em làm kẹo đường đi. Kẹo đường thì quá là tầm thường. Em sẽ sử dụng cái lọ mạch nha này, em sẽ làm kẹo chip chip. Ô chị Hằng ơi, sao lại kẹo chip chip, chị làm kẹo con gà? Sao lại kẹo con gà, kẹo dẻo người ta gọi là kẹo chip chip ấy. Bé như thế này người ta gọi là chip. Rồi, các bạn ơi, sắp đến Tết rồi ấy, thì mình sẽ làm kẹo chuối để ăn Tết nha các bạn. Kẹo dẻo giống như kiểu kẹo mứt Tết ấy các bạn ơi. Bình Quang em xí hai lọ này em định làm món gì nào? Lúc anh nói nguyên liệu ấy, em vỗ bừa đi, em đâu biết làm món gì đâu. Nước cốt dừa. Em sẽ làm món kẹo dừa. Kẹo dừa này món tuổi thơ đấy, bạn nào cũng biết luôn. Thế hả? Thôi được rồi, thế bây giờ đi làm luôn thôi chứ hả? Đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm món kẹo chuối của mình các bạn. Cái món này thì làm rất đơn giản nha các bạn. Bạn nào nhà có chuối có thể làm cho mình nha, để ăn thử. Nhưng mà bằng này chưa đủ nguyên liệu các bạn ạ. Chắc bây giờ mình sẽ phải đi xem là trong tủ lạnh thì mình còn có cái gì không. Mình sẽ lấy ra đây mình làm. Bây giờ mình sẽ ngâm cái gói gelatin này trước các bạn ạ. Mình dùng nước nước ngọt để tạo màu luôn. Cho gelatin vào. Kẹo dẻo không để thiếu cái này đâu nha các bạn. Mình phải ngâm cái hỗn hợp gelatin này trong vòng 15 phút nên là mình sẽ đi làm việc khác. Rồi kiếm này để trông dằm chuối các bạn ạ. Ui, khát nước nhỉ. Hàng hốt này chắc thừa cái sao các bạn ạ. Nước này là steam sao? Đúng rồi. Hàng hốt này chắc là làm bánh làm kẹo thừa mà. Đây mình sẽ lấy đường về để mình chỉ cần 100g đường để làm cái món này nha. Không cái bát gelatin của mình đâu nhỉ? Anh này chú ơi. Có phải cái bát gelatin này của em đâu không? Bát gì? Gelatin. Nguyên liệu để
để làm kẹo dẻo ấy. À, cái này gelatin em để lâu chắc là nó bốc hơi. Ờ bốc hơi. Ảo thế nhở? Vừa mới vào lấy được gói đường ra đã bốc hơi rồi. Nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong các bạn nha. Đây gừng, gừng này hơi ít, tí mình sẽ đi lấy thêm một lái chuối. Nhưng mình chỉ lấy có 4 quả thôi. Dừa, giã để tí giã nữa, giã chuối. Và một chiếc điện thoại để tìm Google xem làm như thế nào. Đây, bây giờ mình sẽ cắt chuối ra này. Bây giờ bẻ cho nhanh các bạn đây. Chưa bao hả anh? Này, bẻ 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 đi. Bóc chuối ra. Rồi 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 em ạ, bóc chuối đi. Ờ bóc chuối. Tên, nên em không làm sang đây hộ anh làm đấy. Em đang đợi cái nguyên liệu của em lắm. Bóc chuối ra cho vào đây này. À. Ai bảo em ăn? Này ăn cái vỏ thì ăn đi. Thôi, sợ em không hộ nữa đâu. Sao? Cái vỏ chuối này ấy, nó là giã hữu cơ các bạn nhá. Mình bớt ra vườn cho nó tốt các bạn ạ. Ây chà. Ôi. Ôi dồi ôi, anh Thanh Chuối ơi. Em có phải cái thùng rác nào mà anh quẳng vào đây em thế hả? Ôi ai bảo em không lé. Ai biết đâu mà lé. Lần sau anh mà lé em phải bảo chứ. Biết rồi, quán của chuối nhắm nốt các bạn ơi. Lé lé. Tiếp theo mình sẽ dằm chuối thôi nha các bạn. Con đây dằm cho nhanh này các bạn ạ. Máy xay rồi đất ơi. Dùng máy xay các bạn nhỏ rồi máy xay cẩn thận nha. Không nên dùng tốt. Bây giờ mang đi xay thôi các bạn ơi. Đó. Mà hơi ít thì sao ấy. Để xem là ít thì lấy thêm các bạn. Rồi bây giờ sẽ đi kiếm nước cốt dừa để mình làm cái nước cốt. Để cho vào chuối thêm nó thêm phần thơm nha các bạn. Bây giờ phải đi mua đã. Ê đây quá mà cần gì mua. Nhà mình thiếu gì nước cốt dừa. Trời ơi. Cho vào đây. Đấy, đổ ra này. Cho đường vào nữa nha các bạn. Đường thì chúng ta cho vừa mồm. Thích cho nhiều cho. Có nhiều nhiều ít ít. Nhà nào sản xuất đường thì cho nhiều. Lái lên cho nó tan ra. Đợi cái đường này nó tan rồi mình sẽ đổ vào chuối. Ôi em làm gì mà đầu tóc bẩn như kiểu con khủng này. Anh đừng làm kẹo chuối hàng ông hết à. Ủa đâu anh đang ngoáy nước... anh đang ngoáy nước cốt dừa để cho nó tan đường sau đó là anh mới đổ vào chuối. Nhưng sao mà tự nhiên chả cái đâu tràn về thế là anh lấy hay quá anh nhảy làng ná. À thôi. Hạ hỏa tí anh đi ra mua dầu gội cho em gội đầu. Ok người ơi qua thưa gội đầu xong đấy. Yeah. Thế gội đầu nhiều cho nó bớt ngu đi em. À không, gội đầu nhiều cho nó sạch gầu. Cho nó sạch gầu. Vàng, mình cho thêm đường vàng để mình ngoáy tí nữa. Mình đun cho nó sệt sệt lại các bạn. Thì nó sẽ tạo ra một cái màu vàng trông rất là vàng các bạn nhé. What? Thôi thế đi ra đi để anh còn có kẹo của anh chứ hả? Rồi bây giờ anh Thái sẽ cho chuối anh vào đây nhỉ. Ở dưới này anh không dùng đến à cho quá, em. Có dùng em ơi. Dùng làm gì nữa? Dừa này ấy, tí anh sẽ lạo sợi. Và cái nước cốt dừa anh sẽ vắt vào đây. Ngon lắm hàng hết à. Em có thấy anh ăn bao giờ đâu mà bảo ngon. Anh thấy người ta ăn ở trên YouTube về. What the hell. Em nhìn cứ như kiểu là cắm lợn ấy anh hả chú ạ. Cắm lợn á, cắm lợn nó còn đẹp hơn này. Em nhìn sao. Nhưng mà tí nữa, bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa cho nó trắng ra nhá các bạn. Vừa rồi cho nó vàng rồi cho nó trắng ra. Nước cốt dừa anh cho vào đây. À nhầm, cho nạo dừa cho vào. Đây, đưa đây. Làm gì á? À? Anh đi xem máy nạo dừa. Không. Thế rồi nguy hiểm làm gì? Cái này, cái dừa này anh bây giờ phải đập ra thì mới lấy được nước cốt dừa. Sao đấy anh, nó dừa sao đấy? Ngoan quá. Dứt hộ anh cái nách, nhanh. À, dứt lách làm gì? Dứt lách. Ai hỏi ngoan dứt lách các bạn ạ. Người ta bảo là ngon nhức nách sao anh lại ngon dứt cái lách rồi.
bây giờ giật giật lách à? Ngon giật lách luôn. Ui giời, ngon giật cái lách luôn. Ừ. Nhanh. Ừ. Có gì đâu? Hết rồi, quán gì đâu. Anh có bảo là còn nước cho em uống đâu. Ý là cầm cái ống hút cho anh để anh còn đập dừa. Thôi, dùng tay bổ dừa luôn. À, trộm kìa, trộm kìa. Trộm đâu? Em thấy bờ anh kia mà. Cứ tưởng nó đi nhặt lại cho mình. Này. Này. Thôi ăn đi này mình ơi. À? Cho miếng khác. Miếng này nhiều quá. Làm sao? Hả? Cái tươi nhờ. À! Nhưng không cho mẹ này xuống nữa. Anh đánh bẩn lắm. Này, xong. Thế thôi các bạn ơi. Cào đều lên. Đi đâu? Anh ơi, chúng em chơi xe cẩu à? Xe cẩu chơi xúc cát à? Anh à? Là con mèo ấy. À, anh để cho đi. Bậy em, đây là củ gì em biết không? Không. Vàng thế này mà em không biết à? Vàng thế này, dấu vàng dưới này à? Sao lại vàng? Đây là củ nghệ của gừng mà. Của gừng, chính xác là của gừng đây này. Đây là dấu của gừng ở đây ấy, để cho nó đỡ hỏng các bạn ạ. Thế cái này ấy là kinh nghiệm mà dân gian truyền lại các bạn nhé. Nhà các bạn, bố mẹ mua nhiều củ nghệ của gừng về, các bạn cứ mang ra vườn các bạn giấu. Dấu vào cát và đất ý, nó sẽ không bị thối nha. Áp dụng với lại nhà các bạn ở vùng nông thôn nha. Các bạn thành phố mà mang ra ngoài còn cái địt. Các bạn nghe theo lời anh Hải Chúa xong rồi đợi một thời gian sau khoảng một tuần là các bạn ra thì có nó sẽ không thấy cái củ gừng đấy luôn các bạn ạ, mà nó sẽ mọc thành một cái cây gừng luôn. Thôi. Với hai củ là đủ ăn rồi các bạn ơi. Ủa, đào mất mà cũng cần đổi mùi hiểm anh. Đào kẹo chuối mà cũng phải đổi mùi hiểm à? Nấu ăn mà mình phải đặt cái đảm bảo an toàn. À, chống khói đúng không? Khói gì? Cái mũ này nó còn đựng khói được các bạn ơi. Mình thấy anh cái chuối với chị Hằng nấu vui vẻ quá. Mình cũng về lại đây mình nấu. Vui cái gì ở đây á, toàn dân phá hoại thôi, không vui đâu em ạ. Ôi giời, chị ở đây em ngồi còn chị lo cái gì? Ôi giời, em ngồi lớn đi. Thấy chưa, em thấy chưa? Ôi, đáng lên anh em ơi. Trẻ con hiếu động, lửa đun này đứng ra kia để anh làm cho nhẹ nhàng thôi. Thấy hốt mà. Trời, đằng kia ồn ào thế. Bây giờ mình bắt đầu làm cho mạch nha với nước vào. Đây, 4ml nữa. Nhầm, 40ml nữa. 100g đường. Ui dồi. Đánh đều lên. Mình sẽ đồng 20g mạch nha. Thôi chẳng đông nữa đâu các bạn. Cho vào đây luôn đi. Đấy, mình sẽ ngoáy đều hỗn hợp này nè. Đằng kia đúng là trẻ trâu ồn ào. Bây giờ mình sẽ làm món kẹo dừa nha các bạn. Gồm nguyên liệu gồm có 2 lọ hút dừa. Vậy đâu mất rồi. Kìa. Anh lấy lọ cốt dừa của em đúng không? Không, đây là lọ nước cốt dừa anh đang bán trên TikTok shop. Thì anh xin tự giới thiệu em, anh là Thái Chuối, đệ tử 18, thứ 18 của Thái Cồn. Thì đây là nước cốt dừa được chiết xuất từ thiên nhiên. Cụ thể là quả dừa. Anh đang sale giảm giá 20%, giá chỉ còn 999 triệu. Em mua không? Cái gì? Em mua anh ship cho. Sao anh bán gì mà đắt thế? 17.000, nó kiếm 17.000 mà. 1 tỷ 700 triệu anh sale còn có 990 triệu. Bây giờ ơi, mở nắp rồi. Thì nó anh bán không? Anh dùng hết lửa anh mới mở nắp rồi anh mới bán 990 triệu, không anh bán tỷ rưỡi rồi. Đúng không? Mua thôi. Mua về cho đi. Ảo thật đấy. Thôi, được rồi. Giờ không có hai lọ, mình sẽ dùng một lọ nha các bạn. Đây. Nguyên liệu của mình gồm có cốt dừa, bơ, đường, mạch nha. Và không thể thiếu đó là giấy nến. Để mình cho kẹo ở đây, tí nữa mình cắt ra mình quấy vào như cái kẹo và nó không bị dính nha các bạn. Rồi mình sẽ cho gelatin vào. Lần này mình để mấy tiếng rồi mà nó không bốc hơi, mà vừa rồi nó lại bốc hơi được lại thật các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình quấy đều lên. Đầu tiên mình sẽ đổ nước cốt dừa. 160ml nước cốt dừa.
đường cát trắng 2 xia. Mình sẽ đảo lên theo cho mạch nha. Đây mình đun trong lửa nhỏ đấy các bạn ạ, đun đến khi nào mà bắt đầu nó sệt sệt và không, mình sẽ cho bơ vào nha các bạn. Mình đã đun xong kẹo của mình rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn này rồi để nó đông lại là được các bạn ạ. Rồi mình đã đảo cho nó khô lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho gừng vào để tính ăn cho nó có cái vị cay cay nữa. Rồi. Dính quá các bạn ơi. Có nước cốt chanh vào. Đấy. Đấy, bây giờ là cứ đảo cho nó khô lại nha các bạn. Xong một cái khuôn, thế là tràn cái khuôn đấy rồi. Còn bao nhiêu ấy, mình sẽ cho nốt vào cái khuôn này các bạn ạ. Tí nữa sẽ có một cái kẹo dẻo khổng lồ. Các bạn cùng chờ đón xem cái kẹo dẻo khổng lồ của mình hình con gì nhá. Rồi, của mình đã xong nha, bây giờ mình sẽ đổ ra giấy nến. Đấy, mọi người cứ nấu đến cơ nào nó sánh vào như vậy là ok. Úi xổ, nhìn ngon chưa. Mình sẽ nắn vào đây để cho nó thành hình vuông nha các bạn. Mình làm một cái kẹo dừa khổng lồ luôn. Đấy, xong, bây giờ mình sẽ mang vào tủ lạnh để tầm 3 tiếng cho nó đông lại. Thôi, bây giờ mình cũng phải bóc ra thôi. Ui ơi. Ấy. Cái bếp của mình nó đen thui luôn các bạn ơi. Ui rồi, cái này tí nữa mình sẽ ngập nước nó mới tan ra. Còn đây là thành quả của mình sau 77-88 phút ngoài cất lực các bạn ạ. Rồi, bây giờ cho ra cái nến. Ui rồi, sao nó đen này. Ôi dài ôi. Ui ơi, cháy quá rồi. Rồi, mình phải xử lý cái chỗ này các bạn ạ. Tiếp theo, mình sẽ rắc vừng lên các bạn nha. Ấy, xài. Quá. Này anh là Quý ơi. Cái gì em? Quý anh này anh làm nhiều lắm mà sao được có một mẫu ấy. Người ta cái chủ yếu lấy những cái tinh hoa nhất, những cái còn cái khét lẹt thì anh bỏ đi rồi. Nó bị cháy. Rồi bây giờ sẽ cho vào tủ lạnh. Cái của em đâu? Em cho tủ lạnh lâu rồi. Thế à? Cũng phải cho tủ lạnh à? Rồi cho tủ lạnh nha. The next day. Ok các bạn ơi, vậy là hôm nay là ngày thứ hai bọn mình đã cho kẹo vào trong tủ lạnh rồi nha các bạn. Bây giờ mình Hàng Ngóng ớt, Bình Buông sẽ lấy kẹo ra xem kẹo của ai đẹp nhất và ngon nhất và thành công nhất nha các bạn. Đây, để đây mấy đứa. Đây là kẹo dừa của Bình Buông các bạn nha. Đây là kẹo chip chip của Hàng Ngóng ớt. Và đây chính là kẹo chuối của anh Thế Chuối. Đây là kẹo chip chip, còn đây là kẹo chip tác. Cái gì? Chip tác ạ. Chip tác là kẹo gì? Chip chip là gà con, còn chip tác là tục tác. Tục tác là gà mẹ ấy anh. Gà trống là áo em là hình con gà luôn này. Ghê đấy. Rồi. Giờ mình sẽ khui nhá. Ừ. Ui, quan trọng nhất cái bước này này. Khui thế nào? Để anh lấy cho. Được, ra được. Ui, ra ui hình con gì đây? Hình con gì? Đố các bạn biết hình con gì nào? Ui, giống con ếch này. À, con thỏ. Ui, đẹp thế. Wow, đẹp chưa? Đáng nhớ. Ừ, dạ. Ui, con thỏ đẹp chưa? Đây là một hình con thỏ ạ. Để đây nha các bạn. Rồi, lấy lốt cái hình này ra xem nào. Đây, để anh giúp. Để anh giúp nhá. Yeah. Ây da, con gì đây? Một chú lợn, một chú heo đáng yêu. Cô tiên ấy. Đây. Cuối cùng mình cũng đã lấy kẹo xong rồi các bạn ạ. Đây. Món kẹo này của chị Hằng Ngọt rất là kỳ công nha. Trứng dâu lâu quá đi. Ăn thử đi, nhìn đẹp phết rồi, ăn thử đi. Ăn luôn ạ. Rồi. Ở đây giống như kiểu bố mẹ ở cái đàn này ấy nhờ. Anh ăn quả gì đây? Mình thưởng thức quả dứa. Em ăn hạt chê di cho nó sang chảnh này. Đấy. Em ăn nhau à? Dẻo thật. Kẹo dẻo. Đúng là ăn như chip chip. Ngon nhỉ? Ngon không? Ngon không? Mấy cái bé bé này ngon đúng không? Vâng. Thế Hàng Ngóng ớt Bình Quang em cứ ăn cái bé bé đi. Để anh ăn con chuột với con lợn này cho. Anh Thái là cưỡi lợn đây, là anh Thái ăn lợn đi. Đây nhìn này. Bộ bộ giống như con lợn luôn. Đấy. Đúng đấy, đúng mình đấy. Rồi, đúng nha, ăn cái phần mông. Ôi dồi ôi. Đâu, quay cái mít mông anh cắn này này. Ôi dồi ôi, còn mình mất mông rồi. Ngon á. Anh ăn đầu cho. Cắn được không? Không cắn được. Đây, cái miếng răng của em ra. Răng Hằng Ngóng bị tật rồi các bạn ạ. Ôi. Ê mình. Em ăn cái thân đi. Ngon nhá. Ngon nhỉ. À mà không ngon đến món của anh mới ngon. Ai để đây. Món của anh không cắt á mà phải như cái cục
cục đi. Này, đây là bánh chuối vừng. Đâu, không cần cắt luôn, cứ để thế ăn luôn. Cầm cả miếng ăn á? Cầm cả miếng ăn luôn. À. Đây là bánh chuối. Bánh chuối dẻo vừng. Bánh chuối dẻo vừng à? Ui. Ui giời ơi, trong một mặt thì đầy vừng, còn mặt này không có. Đấy, để anh tẩm vừng. Đấy. Được đấy. Phun hai mặt là vừng nhớ bạn. Ăn thử đi em. Rồi anh hứng lại vừng để lúc nào làm bánh tiếp. Nhưng mà nhìn nó cũng không tiện cảm lắm các bạn nhỉ. Của mình đang cô te không ai quen mà ưng chuyển ra một cái cục đầy ông ăn. Ê. Ui giời. Ngon không, ngon không? Để ăn nhai đó. Này. Nhai. Thế nào? Hai em thấy cái món bánh chuối của anh thế nào? Bánh chuối. À. Ngon đúng không? Phải nói là cái món bánh chuối này nó ngon. Ngọt thì đúng rồi, chuối thì phải ngọt chứ. Ừ, có mà... đường nữa mà. Ngọt quá. Em không thấy vị chuối đâu cả. Em chỉ thấy vị gừng thôi. Đúng không? Cái này dành cho những bạn nào không thích ăn chuối nhưng mà vẫn phải ăn chuối đấy. Thì nó sẽ không còn mùi chuối nữa. Em thấy chẳng ngon gì anh thấy chuối à? Công nhận đấy, chẳng ngon gì, chẳng ngon gì cả. Không ngon mà hai đứa. Đớp không trượt miếng nào. Chẳng ngon gì, tan hờn. Thôi, chuyển sang món kẹo của em nè. Đâu, xem kẹo của Bình Buông như thế nào mà chê. Kẹo dừa Bình Buông. À, dừa đâu em? Đấy. Đấy, đây là kẹo, dừa. Kẹo chảy nước rồi các bạn ơi, kẹo giống như kiểu hết hạn sử dụng luôn ấy. Hôm qua vừa làm, hôm nay hết hạn sử dụng luôn này. Ăn thử thế nào? Đây là lỗi kỹ thuật tí thôi. Ăn thử. Ăn thử đi. Eo ơi. Ôi, kẹo kéo. À, em ra chuyển món này không phải là kẹo dừa đâu mà đây là món kẹo kéo. Giống... Không thể kéo được nha. Giống như dì mũi các bạn ơi. Kéo sợi. Kéo sợi. Ăn thử nào. Kéo sợi. Rồi, Bình hàng ớt đang ăn dí mũi. Ủa, mày kéo sợi này. Cái gì chắc ăn rồi. Giờ mình ăn thử à? Ăn cả bùa. Ôi, ngọt lỡ đi. Chê lấy, chê để của mình, cái này còn kinh hơn. Cái món loại thay chuối đã ngọt rồi, món này nó còn ngọt dữ thần luôn. Nhưng mà kéo dưới phải ngon mà chị Hằng. Chả thấy mùi dừa đâu. Ngon ha, ngon đấy nhỉ. Cái này fail nhất từ các bạn ơi, nhìn này. Nhìn có do ra kẹo đâu. Ngon thế. À, đây là kiểu kéo sợi mà. Thôi, về hình thức này thì các bạn hãy chấm điểm đi. Còn về độ ngon thì các bạn nhìn mặt ba thành viên ăn thử. Các bạn cũng có thể tự chấm điểm được rồi đúng không? Thế là cho các bạn 3 giây để chấm điểm này. 3, 2, 1, comment. Rồi, rồi. Các bạn cùng xem là các bạn sẽ thích cái món cái kẹo của ai nhất thì comment xuống phía dưới nha. Ở video ngày hôm nay bọn mình đã tổ chức cuộc thi nấu kẹo rồi. Các bạn muốn bọn mình tổ chức những cuộc thi vui đầu bếp, nấu những món gì khác thì comment xuống phía dưới.